trong những năm qua một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn ảnh hưởng đến môi trường an toàn cho học sinh tại các trường học như sập cổng trường sập tường rào sập trần lớp học bộ giáo dục đào tạo đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra ra soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công văn ngày 9 tháng 1 năm 2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời tiến hành ra soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường lớp học đã hết niên hạn sử dụng không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo sửa chữa nâng cấp